À, cháu xin ý kiến về luôn về cái chất lượng gỗ này cũng như là cái mẫu mã sản phẩm về đục chạm các thứ ạ. Cái kia ông bảo đi, thang điểm là 10 trên 10 đi. Vâng. Là thứ đánh giá một câu rất là ngắn gọn là. Xin chào các bác nhé, hiện tại thì em đang có mặt ở tại đường Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Và phía bên trong này thì em đang bàn giao cho khách hàng một sản phẩm, một chiếc sập ngồi ở phía bên trong này. Thì cái sản phẩm này là nó lên ở trên tầng 4 rồi các bác ạ. Thì hiện tại đã lắp trước cái quầy rồi và cái mặt đây rồi. Thì một lát nữa chờ thêm người nữa thì mới vận chuyển được chiếc mặt này lên tầng 4. Đến nơi. Đi thôi. Đi dạo thôi đi. Không thấy được ạ. Ôi. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tụ Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 11 tháng 1 năm 2021. Thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Minh nhỉ. Chú Minh ở tại đường Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, và vừa bàn giao gia đình nhà chú thì một chiếc sập ngôi mai điểu vừa lắp đặt vào cái không gian phòng thờ nhà chú đây ở tận trên tầng 4 các bạn ạ. Rất là khó khăn để có thể vận chuyển lên trên này. Thì đây trước mặt quý vị là hình ảnh cái bộ sản phẩm đây, thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với chú và gia đình. Thì cũng nhân tiện đây thì là sau khi bàn giao chiếc sập này thì tôi cũng có xin luôn cái chú chủ nhà là cái ý kiến về cái sản phẩm hôm nay là bọn cháu đã bàn giao gia đình ạ. Vâng, thì về cái hôm trước là chú đã lên ký duyệt mộc rồi đúng không ạ? Vâng, thì về không biết là chú cháu xin ý kiến về luôn về cái chất lượng gỗ này cũng như là cái mẫu mã sản phẩm về đục chạm các thứ ạ. Cái kia bảo đi, thang điểm là 10 trên 10 đi. Vâng, đấy. Dễ. Quý vị nhá, thì là chú đánh giá một câu rất là ngắn gọn là thang điểm là 10 trên 10 đấy, thì là cháu rất là cảm ơn chú. Vâng, nghĩ là cháu tin tưởng nó lên tận xưởng để ủng hộ cho cháu. Dạ vâng. Đây, quý vị nhá, hình ảnh chú Minh cũng như là bác. Cái mẫu kia không ạ? Bác bố chú này, bác chú Việt Trì này. Đây thì tôi lướt qua một vài đường máy về chiếc sập này. Chiếc sập này thì nó có kích thước là 1m8 x 2m2 và đục mẫu này là mẫu mai điểu này. Mẫu mai điểu này, tại chỗ này ánh sáng hơi tối một chút này. Cần không? Phải cho bác thử chưa? Chỉ đúng không? Chỉ đâu đúng? Mặt sập là 1m8 và mặt 2 lóa. Hôm nay thì ánh sáng trong phòng nó hơi tối. Hơi tối nên tôi không quay được cái đường nét chi tiết thôi. Thì quý vị nào quan tâm thì có thể inbox chúng tôi sẽ gửi ảnh chi tiết cái sản phẩm này với con mọc để quý vị có thể xem được nhé. Thì rất tiếc là tại trên phòng nó hơi tối nhưng mà tôi không lướt chi tiết đâu. Thì tôi có quay lại video làm kỷ niệm thôi. Đây, phòng thờ đây, rất là đẹp này. Còn là quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng. Xưởng có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và số điện thoại là 0957 510 86. Website là đồgỗtụ8.com nha. Hôm nay ngày 11 tháng 1 năm 2021. Kiến phải thao lúc này.